Hello, xin chào tất cả các học sinh lớp 11 của thầy. Trong video này thầy sẽ giải cái luận về khoảng cách và thể tích cho các em. Tại vì như thầy đã hứa đó là thầy sẽ quay cái chủ đề này, thì đây là một cái chủ đề khó và các em cần phải xem lại từ từ, cho nên thầy sẽ quay hai chủ đề: khoảng cách từ điểm tới mặt với hai đường chéo nhau, và thêm hai chủ đề nữa là thể tích khối chóp và thể tích khối lăn trụ. Rồi các em quan sát có gì khó khăn thì các em hỏi thầy vào những cái buổi hôm sau nha. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là câu số 96. Những cái câu này là thầy đã luận trong lớp rồi nha, thầy không có giải lại nữa. Câu 96, người ta kêu các em tính khoảng cách từ điểm S đến mặt ABCD. Thì đây, từ điểm S em dựng vuông góc xuống đây. Có mấy câu mấy em nhìn sơ qua là các em giải một cách bình thường, không có lý thuyết gì hết á. Này, xuống đây. Vậy vấn đề là đi tính XO thôi đúng không? Người ta cho các em cạnh đáy là 2, cạnh bên là 3, cho nên là 3, cái này là 2, này 2. Cái đoạn OD này là cạnh nhân căn 2 chia 2 các em, do nó là nửa đường chéo hình vuông. 2 nhân căn 2 chia 2 thì nó sẽ bằng căn 2. Từ đây các em sẽ Pythagore ra được cái SO. Pythagore là ra SO bằng căn của SD bình phương trừ OD bình phương, là bằng căn của 3 bình phương trừ căn 2 bình phương, nó sẽ ra được căn 7 nha. Đáp án là A. Câu số 97, tính khoảng cách từ điểm B đến mặt HAC. Tức là mấy em phải vẽ ra đúng không? Vẽ hình này à. HA vuông đáy. Ok. S, A, B, C. Rồi, tính khoảng cách từ B đến mặt SAC thì các em thấy được là cái mặt SAC là một cái mặt đứng. Các em hiểu là nó có hai loại mặt, một mặt là mặt nghiêng, một mặt là mặt đứng. Ví dụ như thầy nói là cái hình này nó có hai cái mặt đứng là cái mặt SAB và cái mặt SAC. Còn cái mặt nghiêng là mặt SBC các em. Thì tính khoảng cách từ điểm tới mặt đứng là các em chỉ cần từ cái điểm đó đó, mấy em dựng vuông góc xuống là các em sẽ có khoảng cách tới mặt đứng. Tức là từ điểm B á, em sẽ dựng vuông góc xuống AC. Mà tam giác này vuông cân tại C nha, các em phải phân tích được cái điều đó. Tam giác này vuông cân tại C. Nhìn được không? Cho nên từ điểm B mà em dựng vuông góc xuống AC nó chính là điểm C luôn. Hiểu không nè, nó là cái điểm này luôn nè. Từ đây dựng xuống đây luôn nè. Thì khoảng cách này là 3A đúng không? Cái này là 3A. Cái đoạn AC là 3 mà hai cái này là tam giác vuông cân. Thì các em có thể suy ra được BC là 3 chia căn 2. Ok chưa? 3 chia căn 2 đáp án là B. Tại vì bản thân tam giác vuông cân á, nếu cạnh này là x thì cái cạnh góc vuông này là x chia căn 2 các em. Cho nên đáp án là câu B. Câu tiếp theo là câu số 98. Tính khoảng cách từ điểm C đến một cái mặt đứng BD, D phẩy B phẩy. Đó, cũng như tôi dạy cho mấy em. BD, D phẩy B phẩy. Và cái này. Đó, các em nhìn được cái mặt đứng này không? Xong em mới tính khoảng cách từ C đến mặt BD, D phẩy, B phẩy bằng cách từ điểm C em dựng vuông góc xuống BD là xong. Từ đây xuống đây. Đấy. Đây là điểm O đúng không? Và cái điểm, cái đoạn CO này nó bằng cạnh nhân căn 2 chia 2 các em. Và đáp án là 2 nhân căn 2 chia 2 là căn 2. Đáp án là câu C. Câu số 39.
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau giữa BD và A phẩy C phẩy. Ok, thì làm sao mình tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau? Mình tìm cái đoạn gốc chung với em. Vì đoạn gốc chung này các em có thể thấy được ngay là ngay đây là điểm O nè, còn ngay đây em cho O phẩy đi, thì O O phẩy chính là đoạn gốc chung đó các em. Được không? Đây. Tức là cái đường này nó sẽ vuông góc với cả BD và A phẩy C phẩy, cho nên cái O phẩy này chỉ là đoạn góc chung, nó kẻ cái đoạn cùng vuông góc thôi. Cho nên đáp án là câu B. Câu số 100. Câu này cần phải quy điểm nè. Câu này câu khó nè, câu này lấy trong đề thi tốt nghiệp năm 2020 hay gì đó. Nó vẽ sẵn cho mình cái hình rồi. Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh A, cạnh A phẩy bằng 2. M là trung điểm C C phẩy. Tính khoảng cách từ M tới A phẩy BC. Bây giờ các em muốn tính khoảng cách từ M tới A phẩy BC, các em phải tính khoảng cách từ A trước. Tại vì A là chân đường cao. Hiểu không nào? Cho nên mình phải tính khoảng cách từ A trước. Rồi mình mới quy điểm A về điểm M. Ồ. Rồi, bây giờ tính khoảng cách từ A tới A phẩy BC cái nha. Ok, khoảng cách từ A tới A phẩy BC mình dùng 3 bước kẻ thôi. Bước 1 từ A dựng vuông góc xuống BC. Bước 2 từ đỉnh A phẩy kéo xuống. Cái này thì đặc điểm y nha. Bước 3 từ chân cao kéo lên. Đây là H. Ok chưa? Rồi mình sẽ tính được cái khoảng cách này là AI nhân AA phẩy. Chia cho căn của AI bình phương cộng A A phẩy bình phương. Đúng không? Và nó sẽ bằng AI là các em thấy là độ dài đường cao tam giác đều ha. Là cạnh nhân căn 3 chia 2. Còn AA phẩy là 2 đúng không? Nhân cho 2 chia cho căn của cái này bình cộng này bình. Rồi, thoải mái rồi, coi ra nhiều. Căn 3 chia 2 nhân 2 chia căn của 3 phần 4 cộng 4. Nó ra được căn 2 căn 59 2 căn 57 phần 19 nha. Rồi sau đó mình muốn quy điểm nha. Mình sẽ quy điểm A về điểm M. Quy điểm A về điểm M thì các em quan sát chỗ này nè. Đó là thầy sẽ có cái đường AM nó cắt được cái AC tại cái điểm này nè. Thầy nói cái đường AM này nha. Các em xem nha, nói đường AM lại. Nói cái đường AM lại nè. Đó, nó sẽ cắt tại cái điểm này gọi là điểm K đi. Điểm K thì lúc này các em thấy AK là chiếm 2 đúng không? Còn MK là chiếm 1. Cho nên khoảng cách từ A tới mặt A phẩy BC và khoảng cách từ M tới A phẩy BC nó tỷ lệ nhau là 1 phần 2. Khoảng cách từ M nó ngắn hơn 1 phần 2 với em. Thì em sẽ kết luận là khoảng cách từ M tới A phẩy BC nó sẽ bằng 1 phần 2 khoảng cách từ A đến A phẩy BC là bằng 1 phần 2 nhân 2 căn 57 chia 19. Hai cái số 2 mất và nó ra căn 57 chia 19 cái đáp án là D. Rồi. Tiếp theo là chủ đề về thể tích chớp. Thể tích chớp thì các em nhớ lý thuyết thôi. Thể tích là tập trung vô 1 phần 3 diện tích đá nhân chiều cao. Nó chỉ có một công thức này thôi à. Còn ví dụ mẫu thì giải em trong lớp mà không giải nữa nha. Tiếp theo là câu 101. Tính thể tích khối chớp SABC, biết góc giữa SA với mặt SBC là 45 độ. Câu này khó. Góc giữa A với mặt ABC thì các em phải tính khoảng cách từ điểm A tới mặt ABC 3 bước kẻ. Từ đây kẻ xuống nè.
Đây kẻ số nữa. Đặt thì đặt này điểm y nha. Được không? Đây kẻ lên nè. Thì các em sẽ có cái AH nó vuông SBC. Nhìn được không? Thầy dựng mô hình ông mặt trời các em xem. Đây là mặt SBC nè. Đây là cái đường SA nó bị đâm xuyên xuống vậy. AS. Từ A mà dựng vuông góc xuống mặt SBC là điểm H đấy các em à. Điểm H. Thấy được không? Thì từ đây em sẽ có cái góc này là 45. Cái góc ASH là góc này. Đó. Góc này 45 chứng tỏ gì? Cái tam giác SAI phải là tam giác cân các em. Tam giác vuông cân. Ok chưa? Tam giác vuông cân thì có nghĩa là SA bằng AI. Mà AI á, là đường cao trong tam giác đều cho nên nó bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Từ đây em suy ra được thể tích là bằng 1 phần 2, 1 phần 3 diện tích nhân chiều cao là bằng 1 phần 3. Diện tích là cạnh bình nhân căn 3 chia 4. Chiều cao là căn 3 chia 2A nè. Và nó sẽ ra được là căn 3 nhân căn 3 là 3. Trực tiếp với 3 là mất rồi. 1 phần 8A mũ 3. Cho nên đáp án là câu A. Câu số 102. Tính thể tích khi mà cho hình vuông nha. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA bằng căn 2, các em nhìn được không? Thì cái này mình em không cần vẽ hình đâu, em tính công thức luôn. 1 phần 3 diện tích nhân chiều cao, diện tích là hình vuông nè. Cạnh bình chiều cao là đề cho rồi luôn nè. A căn 2. Vậy là nó ra được căn 2 a mũ 3 chia 3 các em là câu D. Câu số 103. Tính thể tích của khối chóp tam giác đều. Biết cạnh đáy bằng 1, cạnh bên bằng 2. Rồi cái này mấy em phải vẽ ra nha. Vẽ khối chóp tam giác đều ra. Đáy là tam giác đều. Chân đường cao nằm cho nằm ngay trọng tâm của đáy. Này là chữ Y nha. Chân đường cao nằm ngay đây nè. Đó. Ok. S A B C. Đây là O nha. Như vậy vấn đề của các em là đi tính SO thôi. Ok chưa? SO bằng căn của SA bình phương trừ cho AO bình phương. Mà cái này thì đã giải với em rồi. Tại vì cái O là cái trọng tâm tam giác đều cho nên cái đoạn AO nó phải bằng 2 phần 3 cái đoạn AI các em. Rồi đúng nè. Vậy là em thế vô. Là bằng căn SA bình là 2 bình nè. Trừ cho 2 phần 3 của căn 3 chia 2. Là căn 3 chia 3. Vậy là căn của 2 bình trừ căn 3 chia 3 tất cả bình. Rồi đúng nè. À, tính AO ngoài cái thì AO là 2 phần 3 AI đúng chưa? Các em nhìn cái hình nè. Mà AI là cạnh nhân căn 3 chia 2. 2 phần 3 nhân căn 3 chia 2. Thì nó sẽ ra được là căn 3 chia 3. Ok. Từ đây em sẽ tính được thể tích. Ồ, thế thế công thức vô cái đi. Căn 2 bình trừ căn 3 chia 3 tất cả bình. Căn 33 chia 3 các em. Căn 33 chia 3. Làm như thầy thấy nó yếu ánh sáng sao? Căn 33 chia 3. Rồi đây các em sẽ tính được thể tích là bằng 1 phần 3 diện tích nhân chiều cao. Là bằng 1 phần 3 diện tích của tam giác đều là căn 3 chia 4. Chiều cao là căn 33 chia 3. Nó sẽ ra được bao nhiêu? 1 phần 3 nhân căn 3 chia 4 nhân căn 33 chia 3 căn 11 phần 12 các em. Đáp án là D. Câu 104 là hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2A, tính thể tích khối chóp. Mình cũng phải vẽ ra nữa thôi các em à, mấy câu hình chóp
tứ giác đều, tam giác đều mấy em mới vẽ ra. Còn mấy em nhớ công thức á, mấy em nhớ không nổi đâu, nhớ một vài công thức cơ bản thôi. Đây là O nè, này là S, A, B, C, D. Xong rồi em nói nó lại. Tính lực cái SO là xong. Ok chưa? Cái tất cả căn bằng 2 nha, thì cái này là 2, còn cái này thầy nói hồi nãy rồi, 2 nhân căn 2 chia 2 là căn 2. Cái này 2, cái này căn 2 thì em Pythagore luôn cái này ra căn 2 nha, tại vì hai này bằng nhau. Rồi, bây giờ tính thể tích thôi, là 1 phần 3 diện tích nhân chiều cao là bằng 1 phần 3 diện tích là cạnh bình phương là 4, chiều cao là căn 2. Như vậy là 4 căn 2 chia 3 của D. Câu 105, một câu mà em thằng phải xử lý gốc. Hình chóp có đáy là hình vuông. Vậy nha. X a vuông đáy mày đó. Nó nói góc giữa mặt đường SC và mặt SAB bằng 30. Vậy là em phải vẽ mô hình mặt trời ra đi. Đây là đường SC nè. Đây là mặt SAB. Đúng không? Từ C mà dựng vô góc số SAB chính là điểm B nha. Em có thể dễ dàng chứng minh được CB vô với mặt SAB. Cho nên góc cần tìm là góc CSB. Góc này 30. Thì em sẽ có được là CB chia cho SB nó sẽ bằng tăng 30. Từ đây chúng ta sẽ tính được SB. SB á nó sẽ bằng CB chia tăng 30 các em. CB là mấy? Là một nè, cạnh hình vuông cạnh A nè. 1 chia tăng 30 là ra căn 3. Từ đây chúng ta sẽ tính được SA. Pythagore tam giác SAB là mấy đó? Tam giác SAB vuông tại A, các em nhìn thấy nè. Là bằng căn của SB bình phương trừ AB bình phương. Lưu ý là CB là hình hình ABCD là hình vuông cho nên CB bằng AB các em. SB là mấy ta? Máy tính là căn 3 phải không? Trừ 1 như là căn 2. Lúc này chúng ta sẽ tính được thể tích. Thể tích là 1 phần 3 diện tích nhân chiều cao là bằng 1 phần 3. Diện tích là 1 nè. Nhân chiều cao là căn 2, đúng không? Là ra căn 2 chia 3. Đáp án là B. Xong, đó là xong phần thể tích của chớp. Ok, tới lăng trụ á thì em nhớ thể tích là không có mụn ba nha, thể tích lăng trụ là B nhân H. Ok, rồi bắt đầu problem 22. Câu 106, tính thể tích khối lập phương. Thể tích khối lập phương là cạnh mũ 3 cho nên là con A. Câu 107, tính tỷ lệ hệ tích của V1 chia V2. Trong khi đó em nên nhìn nha, V1 là chớp, V2 là lăng trụ. Chớp chia lăng trụ là 1 phần 3 của D. Câu 108, tính thể tích khối hợp giữa nhựa có 3 kích thước khác nhau, là lấy 3 kích thước này nhân lại nó sẽ ra được thể tích ngang. 2 x 3 x 7 là 42 của B.
Câu 109. Cho tính thể tích khối lập phương biết đường chéo bằng a căn 3. Cái này lập đường chéo nè. Hồi dễ cho em xem. AC phẩy là cái đường này nè. AC phẩy là cái đường này nè. Cái đường chéo của cái hình lập phương này nó sẽ bằng cạnh nhân căn 3 các em. Hiểu không nè? Mà nếu như cái đường chéo này là căn 3 thì hiển nhiên cái cạnh nó bằng 1 rồi. Ba cái kích thước này phải bằng 1 1 1 thì cái chéo này nó mới bằng căn 3 được. Ok, cho nên thể tích là cạnh mũ 3 luôn rồi. Câu A. Ba cái nhân nhau bằng 1 hết rồi. Câu 110. Cho hình lăng trụ đứng có hình thoi cạnh A, BD là căn 3. A phải là 4, BD là căn 3, nó chứng tỏ cái hình này, hình thoi này có hai cái tam giác đều gộp lại với em. Thầy sẽ vẽ cái hình thoi này cho em coi. BD là căn 3 là nguyên cái đường này nè. Em nhìn được không? Nguyên cái đường này căn 3. Thì hiển nhiên là em, nếu em cắt ngang ở đây á, cái đường mà thầy tô nè, nhìn cái đường nhỏ này không? Là căn 3 chia 2. Căn 3 chia 2 chứng tỏ nó là tam đường cá tam giác đều với em, đường cá tam giác đều thì bây giờ mấy em muốn tính diện tích hình thôi, mấy em chỉ cần lấy hai diện tích của hai tam giác đều gộp lại thôi. Như vậy tính được thể tích luôn rồi. Là diện tích là 2 nhân cạnh bình nhân căn 3 chia 4. Cạnh bình căn 3 chia 4 là diện tích của một tam giác đều, còn 2 này là em gấp đôi lên. Nhưng đường cao là a phải là 4. Vậy nó ra được 2 căn 3 các em. A mũ 3. Vậy là câu A. Rồi, hết rồi. Thì bài luận của thầy nó chỉ có bao nhiêu thôi, mấy em muốn giỏi hơn thì mấy em phải tự ngồi luyện nữa. Rồi, tạm biệt các em và chúc các em học tốt. Bye bye.